Rồi mình đã tới thành phố Churil, Sotmer. Đọc tiếng Churil. Churil. Đọc tiếng Pháp, mình đọc tiếng Pháp mà nó lai tiếng Anh á nên nó ra tiếng Việt. Churil. Đó cái thành phố nha. Churil ở Pháp. Churil. Mình đọc ná 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 cái kiểu tiếng Anh vô với không chuẩn âm thì nó ra tiếng Việt. Churil. Cái nhà trắng trắng kia là cái casino. Casino. Casino to. Đó. Mỗi thành phố ở đây đều có cái vòng quay dành cho trẻ em chơi. Giờ cũng thời tiết chiều chiều. Chút nữa chạy qua con đường bên kia chụp cũng đẹp rồi xuống. Đường bên đâu kia. Vậy? Ngay chỗ mấy cái tàu đâu. À, đường bên kia. Đẹp quá à. Giờ cũng 5-6 giờ rồi. Rồi. Thanh quay được mấy cái cảnh này là xuất nè, sắc. Nè, đang quay nè. Rồi bây giờ mình sẽ vô quay cái chợ cá nè, chợ hải sản nè. Xong chút xíu mình sẽ ăn hải sản ở đây rồi mình. Thành phố Turin ở Pháp. Casino kìa đó. Ủa cái thành phố bên kia là của Bỉ hả? À, của Đức hả? Em casino kìa. Đây. Đức gì ở đâu vậy? Nó chơi cờ Đức á, em đâu biết đâu. Đức ở đâu? Đó, ngay cái cầu đó, cái bên. Ở đây có hai thành phố phải không? Sao mà Đức ở đây? Sát Dovin. Sát Dovin. Dovin và Turin là hai thành phố biển của nước Pháp. Thành phố Pháp hả? Dùng Normandy. Ừ. Nè, anh coi kiến trúc nhà. Đó, ok. Đẹp chưa nè. Rồi. Đẹp quá. Bây giờ mình vô bãi đậu xe rồi mình xuống mình quay không qua lớp kính. Đẹp quá. Rồi, mình đang ở đứng ngay thành phố Tourville ở Pháp nha. Rồi, mọi người đi theo con cái vùng bên này rất là đẹp. Bên này á người ta trồng bông hoa rất là đẹp để cho lọc không khí nè, mát mẻ. Bên đây là cờ Pháp, bên kia là một thành phố khác là có cái cờ của Bỉ, thì cái nước Bỉ. Hai thành phố này nó song song với nhau rất là đẹp. Mọi người có dịp thì hãy đi lên đây để ăn hải sản và ngắm cái cảnh view cảng nha. Xin chào mọi người, hôm nay Uy Thanh Showbiz TV đã tới thành phố Turin ở Pháp. Đây một thành phố cầu cảng bán hàng hải sản cá rất là đẹp nha. Rồi tí nữa mình sẽ quay toàn cảnh xung quanh của thành phố cho mọi người xem. Rồi tạm dừng một chút nhé. Đây mình đã tới thành phố Turin ở của đất nước Pháp. Đây là một thành phố có cái cầu cảng cũng bán hải sản cá gì lớn ở đây lắm. Rồi đó. Qua đây là cái quán bán đồ ăn uống nhậu nhẹt đó. Cầu cảng nên có mấy con những con chim bay nè. Ôi sao té. Tí nữa mình sẽ đi vô cái chợ cá cho mọi người xem. Ở đây thì nó có một cái casino rất là bự. Đó mọi người thấy không? Casino bự nhất. Những người mà thích đánh bài á, thì sẽ vô đây. Mình có tiền đây sẽ vô đây đánh rất là nhiều. Thành phố này rất là đẹp. Đây ngôi nhà nhỏ nhỏ cổ cổ có những chú chim bồ câu. Ở đây thì bồ câu rất là bự và đẹp. Thì ở đây nó có một cái bia nè. Nó ghi là của Pháp với người Đức xây dựng nè. Trời trời mưa. Đây là cầu cảng nè. Đó.
đây ở thành phố Trouville đó, những chú chim hải âu các bạn coi trên phim á, tại bây giờ mình sẽ quay trực tiếp cho bạn coi nè, đó bay ngập trời luôn. Đây là chợ hải sản nè mọi người ơi, đó tôm hùm nè 30 đồng, hào nè. Rồi mình sẽ đi vô khu chợ nha. Đó ở đây mở đèn sáng đẹp, đỏ đẹp lắm, khu chợ bán hải sản đó ở thành phố Turin đó. Cá nè, hải sản nè, đây bán nhiều lắm nha. Đó cù nâu nè, đó tôm hùm Alaska nè, con nào king crab đó, con tôm nó bự lắm nè mọi người ha, một con tôm bự hơn bằng tay mình, cái càng của con cua nó bự lắm nè đó. Rồi mình đi tiếp nữa nha. Đó ở đây là khu chợ hải sản ở thành phố Turin, là cái cảng luôn á. Buổi sáng thì mọi tàu vô thì mọi người sẽ mua hải sản đây rồi bán cho khách du lịch ở đây ăn, thì người dân đây cũng ăn. Đây Mullet, Mullet ở Việt Nam mình kêu là con vẹm xanh á. Cái con này ở đây thì là đặc sản của nước Pháp nha. Còn hào, sống hào thì anh sẽ nhấn cái chanh này, chắc chanh thôi chứ không có chấm nước sốt chứ nước mía tiêu chanh với mình. Rồi tôm thì mình thấy ở đây ha, chợ hải sản nào nó cũng đều có mấy con tôm rồi hào đều giống nhau hết. Chủ yếu là mình thích ngồi quán nào, cái view nào thế nào, ở đây nó có người sẽ đây đó, nguyên một dãy quán, thích ngồi quán nào cũng được nha. Thì ở đây nó sẽ có phay ấy trên, mấy con này là mấy con tôm hùm đất nè. À. Tôm hùm nè, tôm hùm Alaska nè. Rồi người chị mình đang mua hải sản để ăn, mua hào với tôm. Tôm này nó bán sao chị? Tôm này tôm bự bự của mình. Tôm này hả? 77 đồng ký. À 77 đồng ký. Hào thì 15 đồng ký. À. Bulot nè, đó. Con ốc bulot thì mình ăn sẽ giống như là con ốc hương ở Việt Nam mình á, mà nó bự hơn ốc hương mình, ăn đã hơn. Đây ở đây cua nâu thì nó cắt sẵn rồi nè. Ở bên đây thì người ta thích hải sản để luộc chín thì nó cũng để đông lạnh hết à. Sau đó mình chấm với nước sốt. Rồi để tí nữa mình sẽ quay những hải sản chín cho các bạn xem nha. Rồi. Cá thi. Đây là cái dĩa hải sản của bên mình kêu ra ăn. Gồm một con cua nâu. Đồ gạch không nè mọi người. Thì ăn bên này á, thì sẽ là ăn đông lạnh không à, bỏ đá lạnh. Đây hào
chắc miếng chanh lên ăn, mayonnaise. Khoan đợi em tím, em quay review cái. Rồi đó, đó. Mình sẽ quay vòng tròn cho mọi người thấy hết những cái hải sản mình kêu ăn hôm nay. Đây là con bun lóc nè, bun lót. Đó, thịt nó ăn như con tôm, con ốc hương của Việt Nam mình. Rồi. Rồi, bóc cái này được. Ai bóc này được bóc nha. Rồi, chờ xíu nha, chờ xíu nha. Đó. Cho chụp một tấm nữa đã rồi ăn nha. Muối tiêu ta ớt của anh Quân nè. Đây. Ở bên này á thì chỉ ăn sốt mayonnaise thôi chứ không có ăn theo kiểu muối tiêu chanh của Việt Nam mà là nước ớt chanh. Rồi, ok. Cho mực nó mong nha, cho mực nó mong nha. Rồi, chị chụp đi. Nặng lắm. Uống dùng bia. Bia lúa mạch ở đây của cái vùng này luôn, rất là ngon. Thơm lắm. Thả to. Thì tôi có khám chị. Rồi. Đây, đây, đây. Để em dở cái mắt lên vậy nó không có được. Bên em bật bới cái tóc có được không? Cái nào không? Thì coi. Kinh nghiệm dành cho mọi người khi ăn muốn ăn hải sản ở nước ngoài là mang theo hũ muối tiêu chanh. Được chưa? Anh ăn nữa không? Rồi anh xong rồi. Nhớ mọi người nhớ đi du lịch nhớ đem thêm muối tiêu chanh ăn hải sản ở Pháp nha. Đó, chứ hồi ăn màu đen lắm. Rồi. Chanh ở đây rất là bự. Không mà quay xa mà họ bị biết hơn bị. Ăn nha. Ở đây ăn sẽ nó sẽ cho mình cái thùng để bỏ cho ốc vô. Đổ nước. Ê. Sao cho nó đổ luôn đi. Cái nước lạnh đó. Xếp gần vô cho đi xíu, đừng để xa quá, xếp vô nữa, xơ nữa. Qua bên mé bên xô một xíu. Cát lên hướng của xô. Rồi. Đó, mọi người ơi, cái quán này rất là đông khách hàng ăn luôn nha. Quán này rất là mới ăn lần đầu. Rồi mình sẽ ăn thử con bún lót. Con này mình ăn rồi. Rồi. Giờ mình sẽ ăn theo kiểu là Việt Nam mình là chấm với muối tiêu chanh và ớt. Rồi, nè. Này, nó sợi. Ăn đi. Phải không? Ăn đi. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Rồi, ăn đi. Là muối tiêu nè. Ăn hào thơm thùng muối tiêu. Chắc chanh rồi. À bên này thì nó bự. Bị dứa. Đây cú con nhé. Cú con á, Cathy. À bên này á người ta không có. Ủa là hình như là cái con này là hôm bữa mình ăn không không? Chắc chắn vô nha mọi người. Hôm bữa mình ăn ở siêu thị nó to. Đó mình chắc chắn vô. Còn mình thích ăn thì mình bỏ mayonnaise vô. Còn hoa là mình quất xong chanh tái chanh thôi. Rồi. À bên này nó ngọt sẵn rồi nên mình cũng không cần. Chỉ cần. Rồi. Rồi nha, mình đã gọi món nha các bạn. Đó các bạn thấy một cái mâm này là rất là ngon, tươi. Chỉ ăn cho nè. Cua rất là tươi nha. Có gạch rất là nhiều nè, cua gạch nè.
ăn này là ăn lạnh nha các bạn, ăn với đá lạnh. Nãy em bỏ nước rồi. Chắc chanh vô mà. Đây là con hào. Con hào tươi. Cho chi hết rồi hết luôn. Trước khi ăn đó. Đây là cái hũ masane để ăn nè. Người ta thường ăn hải sản của masane ở theo phương pháp. Rồi bây giờ mình sẽ mời các bạn ăn với nhà mình nha. Ngon không thân. Đó, mình phải nại con hào trước. Rồi dắt chanh vô. Rồi mỏ mỏ hút. Đó. Đó, rất là ngon nha. Mọi người thích ăn béo thì mình cho thêm mayonnaise vô. Hào ngọt lắm. Ngọt lắm phải không? Tươi. Không có ăn cái kiểu để uống cơm, đúng không? Rồi, mềm mềm là con ốc này muốn chiên chanh nè, đó trời ơi đi đâu có muốn chiên chanh Việt Nam nè. Nó chạy ra hết. Chấm đi. Bỏ vỏ. Rồi mình nãy cho nó chấm viên con này nha. Thành. Trời ơi, quá béo ngon chị ơi. Ngọt không? Ngọt không? Ngọt. Tươi không? Tươi, tươi không? Ngọt. Ăn con coi thử coi. Còn em đang ăn thêm đúng kiểu pháp này. Nó có thêm miếng tiêu chanh ớt nữa, nhìn hấp dẫn quá, xong cao xong rồi, cho em. Rồi mình đổ nước rồi mình đặt vô. À có đây hả? Có đây. Rồi vắt chanh vô. Đang ăn cái kiểu pháp. Thành đang là ăn kiểu pháp này. Kiểu pháp nha, rồi mình đã lúc nãy là mình đã nại ra hết rồi, giờ mình hút. Yeah, trời ơi xanh điệu nha. Nguyên con. Dân nguyên, dân nguyên quá. Quá hấp dẫn. Của con ở đâu? Đây đây mẹ cho nè, mẹ cho đây. Con ở đây nè. Ừ. Rồi. Con đừng có lên đầu con đó. Mai vô nè. Rồi. Bây giờ mình sẽ ăn bún lót. Ăn thì kiểu Pháp luôn. Không ăn thì chờ một xíu bạn lấy, chờ một xíu bạn. Bulo. Bulo. Bulo là tập tiếng Pháp. Còn mình đọc theo kiểu tiếng Việt Nam là bulo. Rồi. Ăn thì kiểu Pháp luôn là hải sản á. Chấm mayonnaise nha. Đó. Mayonnaise. Có béo gì đâu của mọi người ơi. Thì con ngồi im đi. Đâu có sao, con không có té đâu. Nó có cho cái cây để mình móc. Móc ra. Đó. Kinh nghiệm cho mấy bạn mà ở Việt Nam khi qua Pháp ăn hải sản thì nhớ mang theo hũ muối tiêu chanh. Ở đây có chanh, rồi muối chanh và ớt. Còn mọi người muốn thích ăn theo kiểu Pháp thì cứ chấm súp mayonnaise của Pháp, nó rất là béo. Thì mình ăn khoảng chừng 4-5 con ăn không quen thì nó sẽ ngán, không no. Tại vì bơ sữa bên đây nó rất là béo. Lấy chưa, lấy muối tiêu chưa? Em lấy muối tiêu chưa? Cái sạch thi đúng không? Sợt cay. Rồi, xin chào mọi người nha. Mọi người thấy hay thì nhớ like, comment và đăng ký cho mình một subscribe để mình có động lực làm thêm nhiều clip nữa nha. Cảm ơn mọi người. Bye bye, chúc mọi người hạnh phúc vui vẻ. Bây giờ mình ăn thử hàu sống với nước sốt mayonnaise ở Pháp. Chắc một cái mayonnaise này nó có hơi có vị là pate chút, ăn ngon lắm. Giờ mình thử ăn với hàu thôi, múc miếng ở bên Pháp á. Rồi đó, mình chét pate, mình chét sốt mayonnaise rồi mình hút nha. Con thích quá hả? Quá ngon. Ôi, nó béo quá ngon rồi anh ơi. Cái mai sốt mày nè, ngon quá. Quá ngon. Em thấy ngon là được rồi. Trời ơi. Rồi bây giờ mình ăn tới con cua nâu. Ăn cái càng nha. Béo ha. Cua nâu. Bên đây á, thì cua hay tôm người ta sẽ luộc nướng, nếu mà cái này đã luộc rồi nhưng mà người ta ướp đá lạnh
kiểu Việt Nam thì mình thích ăn nóng, còn bên Pháp thì người ta ăn lạnh. Đây mình sẽ chấm với mayonnaise. Thôi để lấy cái càng bự bự này chấm cho mọi người dễ thấy. Đây quét một miếng mayonnaise thật là bự đó, là mình ăn theo kiểu Pháp nó lạnh lạnh đó, thịt lạnh rồi mình ăn với mayonnaise nha. Trời ơi, nó béo xíu nữa nè, thịt rất là chắc tươi. Tại vì cái vùng này là cái khu nâu ở đây á, là người ta đánh bắt hải sản buổi sáng, người ta cập bến tới đây nó rất là tươi ngon. Ngon lắm mọi người ơi. Rồi mình cho chấm thêm muối đi. Mình có đem thêm muối đi chanh, giờ chấm thêm muối đi chanh. Cũng ngon. Nhưng mà mình ăn với mayonnaise nó béo ngon hơn. Mọi người thử ăn với mayonnaise nhé. Nhớ ăn thử theo cách của mình nhé. Tại Pháp. Rồi. Món tôm nướng đã lên. Tôm này là ở đây nó bán là 77 đồng một ký. Một ký khoảng gần 8 con. Đó. Đây mình 4 người thì ăn khoảng chừng 4 con nè, mỗi người 1 con là no ứ ừ rồi. Đó, thấy đã không? Trời. Tí nữa mình ăn sẽ quay ăn con tôm nhé.